Sông này là sông gì con? Muốn. Tên sông là gì? Simanto à? Sông Simanto. Đu dây. Chỗ này là chỗ đu dây. Đu dây qua sông. Ui giời ơi con ơi, nhảy tí nữa ngã. Kia có cái thuyền cứu hộ. Đu dây về bến đề bến đáp là trên kia. Kìa, hai người chèo liền. Nhưng mà cái ông kia quân kiểu đúng trên phim ấy hả ba nhỉ? Kiểu mấy người trên phim, người chèo thuyền trên phim ấy. Thì bến bên kia thì người ta phải đi vòng lên trên đấy chứ không bây giờ người ta đi ngang là nước nó đẩy xuống dưới này vướng vào bãi đá kia ngay. Thấy nhá. Ba đi bộ sang.